Tân Migrant chính thức ra tay khi bị Enfa lấn át, gây phẫn nộ khi bị tặng bó hoa cúc trên đất Thái. Ngày 1 tháng 11 vừa qua, top 10 Migrant International 2022 đã trở về Thái Lan trong sự chào đón của đông đảo khán giả. Vừa hạ cánh tại sân bay, hàng triệu fan sắc đẹp đã canh me sẵn sàng để được chụp ảnh cùng top 10, mà đặc biệt là Enfa, chị gái của người dân Thái Lan. Các cô gái hạnh phúc vỡ òa trước sự chào đón quá nồng nhiệt. Mặc dù mọi ống kính đổ dồn về Enfa, nhưng tân hoa hậu vẫn khó để bị lu mờ. Diện bộ đầm vàng nổi bật, Isabella Menin khoe sắc rực rỡ khó ai cưỡng nổi. Với lợi thế khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, mỹ nhân đến từ Brazil không cần ồn ào náo nhiệt. Cô vẫy tay chào người hâm mộ và thả tim cho người dân Thái. Việc chị đại Enfa được hò hét và truyền thông Thái Lan ưu ái cũng là điều đương nhiên. Ngoài việc cô là người đẹp mang về thành tích tốt nhất cho sắc Thái suốt 10 năm qua, thì nơi cô cùng các á hậu đang đứng chính là quê nhà của mình, một gia đình, một tình yêu thương vô bờ bến. Không chỉ có vậy, nhiều người đã không khỏi phẫn nộ trước hành động được cho là xúc phạm của fan Thái Lan đến tân hoa hậu Isabella Menin. Theo đó, Isabella Menin đã được tặng cho một bó hoa cúc vàng tại sân bay. Cô vui vẻ đón nhận và niềm nở chào đón những khán giả đã đón cả đoàn tại sân bay. Nhưng bó hoa cúc vàng này lại khiến netizen quốc tế bất ngờ và bức xúc, bởi trong văn hóa Việt Nam, hoa cúc vàng chỉ dùng để cúng trên bàn thờ. Tệ hơn, trong văn hóa Thái Lan, hoa vàng là từ để chỉ trích những người phụ nữ hành nghề không đứng đắn và làm kẻ thứ ba giật chồng người khác. Trong bộ phim Chiếc lá bay đình đám, nhân vật Nira do chị đẹp Pai Phen thủ vai đã sửng sốt khi bị tặng một bó hoa màu vàng ngay trước công chúng. Có thể thấy tại Thái Lan, chỉ có ghét ai thì mới tặng một bó hoa vàng như vậy. Phải chăng đây là cách fan Thái Lan thể hiện sự không đồng tình của họ khi Enfa Waraha không giành được vương miện? Trước tình cảnh này, netizen Việt Nam cảm thấy tiếc nuối cho hoa hậu Isabella Menin khi không nhận được sự tôn trọng xứng đáng với cô. Dù sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cao ráo cùng học vấn khủng, Isabella Menin vẫn lu mờ khi đứng cạnh Enfa Waraha. Bình luận của netizen, bó bông này ở Việt Nam để cúng đó, không hiểu fan bên đó vô tình hay cố ý. Đã tặng bông cúc rồi còn màu vàng nữa, nghĩ chị hoa hậu không biết mà thấy thương quá. Tại Thái Lan mà tặng hoa vàng là muốn mắng chửi người ta đó. Bó này kiểu giống như bên mình mua thắp hương, không biết bên đó có giống vậy không. Chị hoa hậu đăng quang nhầm cuộc thi rồi, tội nghiệp chị quá. Chung kết Migrant International 2022 đã khép lại, nhưng những lùm xùm xoay quanh kết quả vẫn khiến cuộc thi này nóng hơn bao giờ hết. Việc đại diện Thái Lan Enfa Waraha đạt danh hiệu Á hậu 1 dấy lên nghi vấn chủ tịch Migrant International thiên vị con cưng. Là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của fan sắc đẹp Thái Lan nên không quá ngạc nhiên khi Enfa được đón tiếp vô cùng nồng hậu ngày về nước. Trên thực tế, người đẹp xứ Chùa Vàng chỉ đạt danh hiệu Á hậu 1, tuy nhiên sự đối đãi của ngài Nawaz đối với Enfa khiến nhiều người không khỏi cảm thấy bất công cho những người đẹp khác. Như mới đây nhất, sau khi thoát khỏi vòng vây của fan tại sân bay, Enfa được đặt cách trở về nhà bằng xe riêng, trong khi những người đẹp còn lại phải đi xe chung. Điều này khiến nhiều fan sắc đẹp cảm thấy bức xúc vì Enfa được ưu ái quá mức cần thiết. Có thể nói đây không phải là lần đầu tiên ngài Nawaz dành sự ưu tiên đối với Enfa, tuy nhiên hành động này của ông càng khiến cho người đẹp bị nhiều người gác bỏ, nhất là fan quốc tế. Trước đó, vào thời điểm diễn ra cuộc thi, Mr. Nawaz từng có một bài đăng công khai kêu gọi ủng hộ cho đại diện Thái Lan làm dấy lên những chỉ trích. Được biết, Enfa Waraha sở hữu lượng fan lớn vô cùng đắt sâu quảng cáo và mang về nguồn lợi nhuận rất đáng kể cho tổ chức Migrant. Cô cũng được xem là gà cưng rất được Mr. Nawaz yêu quý.